Tiến bắt đầu lên rượu của Tiến các bạn nhá. Lên rượu nhá. Là chiến thì tối luôn các bạn ạ. Lần đầu tiên Tiến đi bãi thả ở dưới bờ Rịa Vũng Tàu này, thả với các anh ở trong trong hội. Này rất nhiều các câu là cụ dưới sáu ở phía Nam về đây. Cuộc khích cụ cỏ này cũng tóc cũng cỏ. Camera 360 độ. Nếu mà các bạn xem video của Tiến mà chất lượng video các bạn cảm thấy nó mờ ấy, thì các bạn nhấn vào nút 3 chấm ở góc phải màn hình ấy, và các bạn chọn độ phân giải, chọn phần nâng cao ấy, các bạn chọn độ phân giải cao nhất để xem được video độ LED cao các bạn nhé. Hôm nay trời ở dưới này rất là trong xanh, quay chiều gió mùa một luôn các bạn ạ. Tuyệt vời. Giờ đến chiều các anh còn lên rất là nhiều rượu, lên rất là nhiều siêu phẩm nữa các bạn ạ. Để Tiến về dưới kia quay một số siêu phẩm cho các bạn coi nhá. Chuẩn bị cất cánh lên khỏi mặt đất. Đây bên này chuẩn bị lên quả siêu phẩm nữa các bạn ạ. Chuẩn bị lên siêu phẩm các bạn nhá. Quả này 5m7 125 các bạn nhá. Còng 3 Thái Bình. Nếu đây là lần đầu tiên mà các bạn xem kênh YouTube của Tiến thì hãy đăng ký kênh YouTube ủng hộ Tiến nhá. Và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video
mới nhất từ kênh YouTube này của Tiến. Đấy, đã lên một siêu phẩm nữa rồi. Bộ còng này nghe đã thật các bạn ạ. Nghe ấm. Nghe ở ngoài nó âm vang hết bầu trời lên luôn. Diều của Tiến đang bay ở góc đằng kia các bạn nhá. Gió ở đây rất là to. Bay vẫn rất là ok luôn. Wow. Tuyệt vời luôn. Tiến đang đi ra chỗ diều của Tiến các bạn ạ. Ra thả dây cái cho đã. Wow. Đây lên nhiều siêu phẩm lắm. Kín bầu trời luôn. Đây Tiến đang cột ở đây các bạn nhá. Chạy em. Chạy em. Trong đây lâu vậy? Anh xuống từ trưa ấy. Hôm nay Tiến xuống bãi thả ở dưới bờ Diện này thì gặp bạn Quý các bạn ạ. Và em là tên gì nhỉ? Đấy, bạn Thiện. Đấy, hai bạn này cũng cùng đam mê thả diều. Rất là vui. Không hẹn nhưng mà lại gặp ở đây rất là có duyên luôn các bạn. Quý này thì biết Tiến qua YouTube rất là lâu rồi. Hai anh em nhắn tin với nhau rất là lâu rồi. Hôm nay cũng gặp ở ngoài rất là vui. Quả diều xanh to đùng mà các bạn đang nhìn thấy ở trước mặt ấy, là quả diều của anh Tuệ, diều xã Biên Hòa các bạn nhé. Đang bị mắc vô quả diều kia nên là mọi người đang kéo xuống để chỉnh lại diều. Quả diều này 5,5m các bạn nhé. 6D108. Rất là to, hạ xuống nhìn to lắm các bạn ạ. Anh ở đây hạ bớt diều rồi nên là khu vực này diều Tiến là bay một mình, quay rất là rõ diều luôn. Ở phía sau này vẫn còn mấy quả nữa các bạn này. Đấy. Bây giờ gió ở dưới hơi yếu rồi các bạn ạ. Bây giờ Tiến sẽ bơm dài dây ra các bạn nhé. Hôm nay anh em Tiến là thả tới khoảng 8-9 giờ tối mới kéo diều cơ. Thả cho nó dài dây ra để lên thoát trên đỡ bị rơi diều. Thank you.
khá cao rồi các bạn ạ. Đầu buộc cái thôi. Một cái tối hết gió thì kéo thôi. Anh em Biên Hòa mình là hạ diều bằng xe các bạn nhá. Giờ Tiến mới về tới nhà đấy các bạn ơi. Wow, một ngày bay mỏi cánh luôn, quá đã. Hôm nay để Tiến còn mấy giờ, gần 11 giờ các bạn ạ. Kia thật, vòng vòng mà gần 11 giờ mới về tới nhà. Nói chung là hôm nay bay quá đã luôn. Vậy là quả siêu phẩm này của Tiến là bay tuyệt vời luôn các bạn ạ. Này Chiến hòa đàn kêu đã thôi. Hôm nay bộ này ở dưới kêu không bị lít luôn các bạn ạ. Kêu tuyệt vời luôn. Hôm nay chẳng sáo chỉnh lại hướng một tí thì bay gió to bay vẫn kiểu cái âm này nó vẫn len lỏi được vào. Ở dưới rất là nhiều sáo nhưng mà bộ này nó vẫn len lỏi, vẫn nghe được tiếng luôn. Hôm nay một ngày quá đã. Wow. Rồi. Có lẽ là video của Tiến thì Tiến xin phép kết thúc video này tại đây các bạn nhé. Cảm ơn tất cả các bạn luôn theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Tiến rất là nhiều. Các bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ video ủng hộ kênh YouTube của Tiến nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video thả diều tiếp theo của Tiến.